cho các bạn nha. Hôm nay mình đi nhà văn mình gửi tiền về cho gia đình, thì hôm nay mình sẵn mình chia sẻ với các bạn nhà văn ở Hàn Quốc như thế nào nha các bạn. Thì các bạn đừng quên like và subscribe ủng hộ mình để theo dõi những kênh mình chia sẻ thật nhất về Hàn Quốc cho các bạn xem nhé, và tìm hiểu Hàn Quốc như thế nào. Hôm nay mình đi nhà văn là mình gửi tiền về cho mẹ, sẵn làm một mua một quà Noel cho mẹ nè, rồi xong gửi tiền cho mẹ xài tháng sau, rồi gửi thêm một mớ nữa cho mẹ và anh chị em ăn Tết. Thì có nghĩa là mình phân ra ba công đoạn, thì đáng lẽ thì tháng cuối tháng mới gửi tiền về cho mẹ ăn Tết các bạn à, nhưng mà năm nay dịch nhiều quá, mình sợ gần Tết thì ai cũng đi gửi về, nên là ai cũng đến nhà văn để lãnh tiền cho người rất là đông, nên là mình sợ mình nguy hiểm cho ba mẹ, tại vì ba mẹ mình cũng lớn tuổi rồi, cho nên là giờ thôi thay vì mình chờ cuối tháng thì cũng vậy thôi, cho nên giờ mình tranh thủ mình đi gửi sớm cho ba mẹ an toàn hơn, tại vì mình đã phân ra rồi. Tiền nào là quà của Noel, tiền nào là quà là tiền của mẹ xài tháng sau, và tiền nào là tiền Tết, tiền nào là tiền cho anh chị ăn Tết, cho nên mình đã phân chia, nên giờ mình tranh thủ mình gửi sớm cho nó an toàn cho ba mẹ. Thì hôm nay cái vấn đề ở đây là mình không phải là mình chia sẻ với các bạn là đi gửi tiền về cho ba mẹ, mà là mình chia sẻ với các bạn nhà văn ở Hàn Quốc như thế nào nhé. Ok, mời các bạn theo mình nhé các bạn. Đây là mình ra nhà văn á, là khoảng là 15 phút đó các bạn. 15 phút là mình tới nhà văn. Nhưng mà khí hậu bên Hàn Quốc hiện tại rất là lạnh nha các bạn. Hiện tại là âm 4 độ C. Âm 4 độ C rất là lạnh luôn nha các bạn. Thì cũng chưa có lạnh hẳn lắm đâu. Thì vài bữa nữa có thể là âm tới 10 độ, hoặc là 17 độ, 15 độ các bạn à. Hồi năm rồi âm tới 17 độ C. Cho nên là năm nay thì âm tới mấy độ thì không biết, nhưng mà hôm 3-4 hôm trước thì nó âm xuống 10 độ rồi, thì khí hậu nó ấm lại. Thì hôm nay dự báo thời tiết là có tiết rơi, nên là mình thấy cái nhiệt độ nó đang hạ xuống là âm 3 độ C, âm 3 độ C các bạn, rất là lạnh. Ok, sau đây mình mời các bạn đi theo mình đến nhà văn xem như thế nào nha. Đây là con đường mình mới ra khỏi cổng nhà mình đó các bạn. Một ít đoạn đường ở Hàn Quốc cho các bạn xem nha. Con đường này vào mùa đông này các bạn, thì mùa xuân á, thì hoa nó nở hai bên đường rất là nhiều luôn các bạn. Còn mùa thu thì hai bên đường cây lá vàng rất là đẹp. Còn mùa đông thì các bạn thấy không, nó khô khan. Thấy không, khung trời u ám, hai bên đường thì nhìn rất là khô khan, có nghĩa là đây là cảnh vật của mùa đông á các bạn. Ở trước mặt mình là nó mới gắn cái camera bắn tốc độ, nó cho là 30 cây số trên giờ nha các bạn, chạy là bao mấy là bị phạt liền rồi, mình bị vướng đèn đỏ luôn. Tại vì ngay cái khu này là nó có một cái chung cư, nên là có rất là nhiều người ra vào, nên là gắn camera đó các bạn. Đèn đỏ ở đây cũng lâu quá. Đèn đỏ ở đây là đúng 1 phút luôn các bạn. Đúng 1 phút nó mới nhảy lên đèn xanh. Ok, thì ở đây thì mình sắp tới nhà bạn rồi. 약 400m 시속 50km 과속 신호위반 반복됩니다. 50 thôi mà bây giờ mình đã đạp tới 60 rồi. Nên là nó biên biên biên. Nó kêu mình giảm tốc độ đi. Nó mày lì là mày phạt cái anh chị. Ok, bây giờ mình xi nhan mình rẽ nha các bạn. Nếu mình qua cái đèn đỏ là phục vô khu phố đó các bạn. Nhưng mà hôm nay mình không qua phố đâu. Bãi đậu xe chỗ ngân hàng nông nghiệp nha các bạn. Mình kiếm chỗ này mình rộng chút xíu, mình đậu cho nó thoải mái. Tại cái xe của mình á, là mấy cái xe đời mới bây giờ nó dài hơn, nó bự hơn mấy xe đời cũ các bạn. Nên là mỗi lần mà vô bãi đậu xe nó hơi khó khăn hơn chút xíu.
nhà văn nông nghiệp của Hàn Quốc nè các bạn. Đó các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem nhà văn nông nghiệp ở Hàn Quốc như thế nào nha. Ở đó chữ xếp là chỗ đó là cây xăng. Bên kia là bệnh viện. Còn xung quanh đây là bãi đậu xe. Lạnh quá các bạn ơi. Lạnh khủng khiếp luôn. Bên kia là chung cư. Ok, bây giờ mời các bạn theo mình vào nha. Đây là ở ngoài mình bước vô. Khi bước vô cửa thứ nhất thì phía bên trái nó có 4 cây ATM để cho những khách hàng cần tiền mặt mà không phải vào xếp hàng ở phía trong ngân hàng á, thì tới đây rút tiền mặt cho nó tiện nè. Phía trên nó có phong bì và một cái điện thoại phong bì để mình rút tiền mình bỏ vào, và điện thoại để lỡ có bị kẹt thẻ hay là bị nhầm lẫn gì đó thì gọi nhân viên nó ra nó lấy thẻ hay là nó xử lý cho mình. Đó là cái máy để cắn mấy cái phiếu mình rút tiền nha các bạn. Thì sau đây mình sẽ bước vô cửa thứ hai. Phía trong đây là nhà văn nông nghiệp của Hàn Quốc nha các bạn. Ở đây thì nó có 4 cái thùng giấy để cho mình bỏ, nào là chai, giấy hoặc là khác nhau, mỗi thứ khác nhau. Thì khi bước vào cửa thì trước khi mình làm những việc khác thì mình sẽ test nhiệt độ corona như các bạn. Tại mùa dịch trước tiên là bước vào là phải đo cái này. Đây là cái máy test nhiệt độ. Thì thứ hai mình test nhiệt độ xong mình bước qua bốc qua bốc số nha, bốc số để chờ tới lượt mình, tại vì những ngày cuối năm thì rất là đông. Thì ở đây cái bên chỗ bốc số thì nó có cái quầy bàn để nó để những là cái máy tính nè, rồi 4 cái loại kiến độ mắt cho những người lớn tuổi là từ 40, 50, 60. Thì cái bên này nó có cái danh thiếp của nhà văn và sau đó là có cây viết nè. Và có những cái hộp đỏ đỏ, màu đỏ đỏ đó là để cho người Hàn Quốc họ dùng mộc đó các bạn. Họ ít có ký tên lắm, họ dùng mộc thôi. Thì đa số họ ghi thủ tục giấy tờ để vào làm việc trong nhà băng đó. Khi trước tới mà khi họ vào làm việc thì họ sẽ ghi những cái tờ giấy mà họ cần thiết khi vào quầy để ra làm việc. Thì họ ghi trước cho nó tiện các bạn, để vào làm việc cho nó nhanh. Thì mất công phải khi mà vào ngồi rồi phải đợi ghi nữa, nó mất thời gian cho người kế tiếp. Cho nên bước vào đây thì mình biết là mình đã làm gì rồi, thì mình lấy cái giấy hồ sơ đó mình ghi trước, thì mình đút vô thì trong nhà văn nó sẽ, nhân viên trong nhà văn nó sẽ làm việc cho mình. Thì đây thì có những hàng ghế để cho những khách hàng ngồi chờ tới số của mình. Thì ở trong đây thì mình thấy là mình đếm có 7 quầy làm việc cho khách hàng bình thường và có 4 quầy làm việc cho những khách VIP. Mình bắt tới số 164 luôn các bạn, đợi dài cả cổ luôn, đợi tiếng nửa tiếng đồng hồ chưa tới lượt nữa các bạn ạ. Tại vì những ngày cuối năm này rất là đông luôn nha. Thì ở đây thì mỗi một cái quầy làm việc thì có một nhân viên và phía ngoài là chỗ khách hàng ngồi là có 2 cái ghế, các bạn thấy không? Thì 2 cái ghế đó để làm gì? Thì để cho những người đi cặp, thí dụ như 2 vợ chồng ta đi, 2 mẹ con ta đi, 2 bạn bè đi thì có thể là lại ngồi chung một cái ghế. Thì đây thì hôm nay thì mình chờ dài cổ ra thì cũng tới lượt mình rồi. Thì hôm nay mình sẽ đi gửi về cho ba mẹ mình tiền ăn Tết đó các bạn. Thì đây là mình gửi là gần 7.000 đô. Thì tương đương là khoảng là 140 triệu tiền Việt Nam đó các bạn. Đây là tất cả những số tiền là có mệnh giá là 50.000 won và 10.000 won. 50.000 won là tấm màu vàng đó các bạn. Tấm đó là đổi ra khoảng 1 triệu tiền Việt Nam đó các bạn. Còn tấm màu xanh là 10.000 won, đổi ra từ khoảng một tấm đó là khoảng 200.000 tiền Việt Nam. Thì mình không có biết giá chính xác được, tại vì giá của ngân hàng nó đổi ra vì tiền hàng qua thì giờ này khác, giờ kia khác. Thì trong một thời gian mình ốp, mình làm việc nhà băng cho nó nhanh đó, thì để tới lượt của người khác nữa. Thì khi mình làm việc xong đó, thì mình qua đây, nó có để trong nhà băng, nó có để là trà nè các bạn, tới 2-3 loại trà. Và có bình nước nóng nè, có bình cà phê đen, cà phê sữa để cho khách hàng họ thích gì thì họ dùng cái đó. Thì cái bên là có cây cân và máy đo
không phải đo nhiệt độ mà đo huyết áp. À, đo huyết áp thì máy đo huyết áp để dành cho những người già lớn tuổi á, khi họ vô đây ngồi đợi tới lượt mình thì cho họ có thể là test cái huyết áp của mình có đều hay không. Thì ở nhà văn bên đây mình thấy nó cũng rất ok về vấn đề này. Thì cái bên nó cũng có cây cân, vừa cân để xem số lượng ký của mình và chiều cao của mình. Thì mỗi lần tới đây thì mình làm việc băng xong á thì mình hay phóng lên cây cân mình cân lắm á các bạn. Thì trong thời gian là mình chờ đợi và làm việc xong thì mình thấy nè, bây giờ mình làm đi cà phê xong mình ra mình về cho nó ấm nè các bạn. Thì khi mình bước ra khỏi cửa thì tuyết rơi rất là nhiều các bạn à. Thì thôi giờ đây mình nhanh lên xe mình về, nghe đông cứng tay hết rồi. Thì bye bye, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của mình.